Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer. Và như thường lệ, mình là vòng viên Sàm Sàm Vinh Tokuda và mình đã quay trở lại. Ở video trước thì mình có review và làm trải nghiệm cho anh em về một con ghế có thể nói là vua ở phân khúc 5 triệu đồng trong làng ghế gaming ở thời điểm hiện tại. Thì ở video này thì chúng ta cũng sẽ làm một video đánh giá về ghế gaming. Và ở video này thì chúng ta sẽ có hai con ghế liền. Và như các bạn có thể nhìn thấy thì mình đang ngồi trên con ghế có tên là Wario của hãng Wario. Và con ghế này thì là con Rider, một phiên bản đắt hơn của hai con ghế. Còn phía đằng sau mình là một con ghế có tên là Crusader, cũng của Wario, và nó ở phân khúc rẻ hơn. Nhưng cả hai con ghế này thì đều nằm trong phân khúc rẻ là khoảng từ 2 cho đến 3 triệu đồng. Và ở video này thì hãy cùng mình đánh giá và xem là với số tiền như vậy thì các bạn sẽ có con ghế hay là cái trải nghiệm sử dụng ghế nó như thế nào. Như các bạn có thể nhìn thấy thì ở thiết kế hai con ghế này không có quá nhiều khác biệt về form mẫu. Một cái form rất là đặc trưng của ghế gaming, dùng chung chất liệu da PU cho vỏ bọc, đệm mút, đệm lưng và đệm đầu cùng có một thông số. Thậm chí đến cả cái phần trụ chân cũng giống nhau. Duy chỉ có khác biệt thì rất rõ ràng, kê tay của hai con ghế này có thiết kế rất là khác nhau. Ở Rider thì chúng ta sẽ có kê tay 3D xịn hơn so với kê tay của Crusader, khi mà các bạn có thể chỉnh trái, chỉnh phải hay là lên xuống được. Và với Crusader thì chúng ta sẽ có thiết kế kê tay hình chữ L và chúng ta sẽ không thể chỉnh các hướng được. Ngoài ra thì với thiết kế kê tay này thì Crusader thì mình có một chút ác cảm. Cảm giác kê tay thì Crusader tuy rẻ hơn nhưng kê tay sướng hơn so với Rider vì sở hữu cái đệm mút bọc da như phần đệm ghế, và nó êm hơn so với cao su dẻo của Rider. Tuy nhiên thì với thiết kế như vậy nên đầu tiên góc nghiêng của Crusader sẽ không được sâu như là của Rider, và cái góc nghiêng của ghế nó sẽ chịu giới hạn của cái khớp kê tay. Một điểm nữa mình không thích ở cái kê tay này thì khi thò tay xuống kéo cái phần điều chỉnh, do không có khoảng trống cho nên là hay bị vướng, và cái cảm giác cấn nách rất là khó chịu khi mà mình kéo gạt điều chỉnh cái cần ghế, nó không hề thoải mái một tí nào. Khi mà các bạn kéo cái cần để chỉnh lại cái độ nghiêng của con ghế thì con Rider này cái lò xo của nó khá là sốc, cái lò xo nó rất là mạnh, cho nên khi mà kéo các bạn nên chú ý một chút để không bị chấn thương khi mà cái lò xo của cái phần đệm lưng nó bật lại vào người. Còn Crusader thì sẽ mềm mại và mượt mà hơn vì sử dụng cái cơ chế khung khác và được hai bên kê tay giảm tốc lại, cho nên là nó sẽ mượt mà hơn. Tiếp đến là bệ đỡ và cần gạt của ghế thì Rider sử dụng cái phần gạt mình cũng không biết tả như nào, nhưng mà nó giống với các cái ghế gaming khác có phần điều chỉnh chiều cao ở bệ đỡ và tay kéo chỉnh ở góc ngả ở hông. Còn Crusader thì sẽ tập hợp hết ở dưới bệ đỡ. Không biết các bạn thấy thế nào nhưng mà cái cá nhân mình thì không thích cái thiết kế này chút nào. Không phải do vị trí cần gạt mà là do cơ chế của chính nó. Với cái việc điều chỉnh góc nghiêng thì đây là cái đòn khóa để các bạn mở cái khóa ra, các bạn sẽ đẩy xuống để mở khóa, sau đó chỉnh góc nghiêng của ghế, kéo lên để chốt khớp và cố định góc nghiêng của ghế. Với các bạn thì chắc các bạn sẽ nghĩ nó không ảnh hưởng nhiều, nhưng thực tế cái cần gạt như này sẽ rất là phiền vì với cái kê tay nó hơi bị cộm nách thì bạn nào mà tay ngắn sẽ rất là khó chịu mỗi lần chỉnh góc ngả của ghế. Về chất lượng build của hai con ghế thì hai con ghế có cái chất lượng build khá là tốt ở cái tầm giá này. Đều sử dụng cái khung ghế bằng kim loại khá chắc chắn, không hề bị ọp ẹp như những con ghế cùng phân khúc của Xtreme trong một thời gian trước. Tuy nhiên thì mình khá là tiếc vì đây là hai cái sản phẩm ghế mới gia nhập thị trường ghế gaming giá rẻ, nhưng mà nó lại không sở hữu cái pallet bằng kim loại mà sử dụng pallet bằng gỗ, giống như con ghế Ace Roger và một số con ghế khác ở cùng tầm giá. Mình không dám mở cái lớp da này ra để xem là Wario đã dùng cái gỗ gì để làm. Tuy nhiên thì chắc chắn là nó sẽ không có gỗ lim hay là cái sến táo hay các cái gỗ xa xỉ gì đâu. Vì với cái giá thành như thế này thì chúng ta sẽ không thể đòi hỏi được cái chất lượng gỗ nó quá là cao cấp được. Điều này thì trong ngắn hạn sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng của ghế và cái cảm giác ngồi khi mà các bạn sử dụng. Còn ở trong dài hạn thì với cái thời tiết nóng ẩm và nồm ở một số tháng trong năm của Việt Nam thì cái hiện tượng mốc hay là cong vênh của pallet gỗ nó sẽ xảy ra. Tuy nhiên thì với cái bọc nó rất là chắc chắn và kín như thế này thì cái việc mà hơi ẩm nó luồn vào bên trong để mà làm mủn hay là làm mốc cái phần pallet gỗ thì nó sẽ rất là khó. Và nó sẽ chỉ xảy ra nếu như các bạn vô tình làm đổ cốc nước hay là làm đổ cả một cái xô nước lên ghế và cái nước đấy nó sẽ thấm xuống cái pallet thì nó mới dễ gây ra các cái hiện tượng như vậy. Các bạn có thể hoàn toàn yên tâm và không còn phải bận tâm quá là nhiều về đến cái hiện tượng mà cái pallet gỗ nó sẽ bị cong vênh mốc hay là bị mủn do ẩm. Phía dưới này thì cả hai con ghế đều sử dụng một bộ thủy lực giống nhau và cả phần chân ghế nữa. Cả hai thì đều có chân ghế bằng nhựa, có thiết kế khá là giống với chân ghế của Director thời gian đầu. Hơi buồn khi nó không phải là bằng kim loại mà là bằng nhựa, và nó cho mình cái cảm giác ban đầu hơi hoài nghi về cái độ bền của hai con ghế. Tuy nhiên thì khi mà mình test, mình nhún nhảy hay là làm những cái hành động khác nó hơi nặng và ảnh hưởng trực tiếp đến cái độ bền của con ghế thì vẫn rất là chắc chắn và không có gì phải lo nghĩ cả. Cho nên các bạn vẫn có thể hoàn toàn yên tâm khi mà ngồi và làm việc thì con ghế này nó sẽ cho các bạn một cái độ bền và cái độ chắc chắn trong một thời gian dài và không phải bận tâm quá là nhiều. Ok, thì đấy là tất cả phần thiết kế hoàn thiện. Tuy nhiên thì giống với những sản phẩm âm thanh,
về con ghế thì trên những cái clip review thì chúng ta rất khó để xác định là con ghế này nó có hợp với mình hay không, hay là nó ngồi có thực sự tốt hay không khi mà mình không ngồi và sử dụng. Cả hai con ghế thì đều cho mình một cái cảm giác ngồi nó rất là ổn và mình có một chút ngạc nhiên ở phân khúc này khi mà mình đã ngồi qua một số con ghế khác của Extreme thời gian trước hay là con ghế Rower của Ace Gaming, nhưng mà nó không cho mình cái cảm giác ngồi được thoải mái hay là được chắc chắn như thế này. Và ở mức giá như này thì đương nhiên là chúng ta sẽ không thể đòi hỏi là cái đệm mút của nó là memory foam được, mà các bạn sẽ chỉ có một đệm mút thông thường mà thôi. Về đệm mút thì nó rất là êm và thoải mái và cực kỳ thích hợp với những bạn mà yêu thích cái sự êm ái của đệm. Còn với cá nhân mình thì là một người có vấn đề về xương khớp, cụ thể là khớp cái lưng của mình nó không được ổn cho lắm, cho nên là mình sẽ thích những con ghế nó có cái đệm memory foam mà chắc chắn hơn. Vì cái sự chắc chắn của đệm ghế nó sẽ ảnh hưởng đến cái cột sống của mình khi mà mình ngồi trong thời gian lâu dài. Còn đương nhiên là với những bạn mà không có vấn đề về lưng hay là cột sống lưng thì cái độ êm ái này nó hoàn toàn chẳng có ảnh hưởng gì với các bạn cả. Phụ kiện của cả hai con ghế thì đều giống nhau về cả thiết kế lẫn hoàn thiện. Đệm lưng và đệm đầu giống nhau hoàn toàn, không gì khác biệt cả. Do lưng mình hơi dài cho nên mình không thích cái miếng đệm lưng bé xiu xiu này lắm, vì nó có cảm giác hơi hụt lưng khi ngồi, nó không đẩy được cái lưng mình lên và đưa lưng mình đến một cái tư thế nó ổn nhất cho cột sống, và nó sẽ phù hợp hơn với những bạn có dáng nhỏ xinh hơn mình một chút. Khi mà ngồi chơi game một thời gian dài thì Crusader cho mình cái cảm giác thoải mái hơn khi mà cái thiết kế cây tay có phần êm hơn so với là Rider. Đệm mút thì đương nhiên là sẽ êm hơn so với cao su dẻo rồi, nhưng về cái độ bền thì mình dám cam đoan là cây tay của Rider sẽ tốt hơn khi mà sau một thời gian dài sử dụng. Cây tay của Crusader sẽ có phần bị bẹp và có thể cái lớp da PU sẽ bị bong chóc do cái đặc điểm thời tiết của Việt Nam. Và đương nhiên là đệm ngồi của cả hai con ghế cũng sẽ như vậy sau một thời gian dài, vì đó là đặc tính của đệm mút rồi. Ok, và bên trên là tất cả những gì mình muốn nói và chia sẻ các bạn về bộ đôi ghế mới này của Wario. Và các bạn cảm thấy sao về mức giá và về hoàn thiện của nó, có phù hợp với các bạn hay là nó có xứng đáng với đồng tiền hay không? Hãy để lại bình luận ở phía dưới cho mình biết. Và cũng đừng ngần ngại để lại một like để ủng hộ cho chúng mình vì nó miễn phí. Và đương nhiên là cái nút subscribe hình cái chuông thế giới cũng miễn phí luôn. Và các bạn hãy bấm nút subscribe cũng như hình cái chuông để có thể theo dõi những video mới nhất của chúng mình. Và như thường lệ, mình là Vinh Tokuda, phóng viên sàm sàm tại Hà Nội Computer. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số video tiếp theo.